Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục tới tháng mua gì. Đây là một cái tên khá là táo bạo của một cái bạn viewer đã đặt cho mình trong video clip unbox của tháng trước. Tại vì tháng trước tôi có nói là cái series này nó chưa có tên, cho nên là tôi nhờ các bạn đặt tên giùm, do là tôi không nghĩ ra được. Thì có nhiều bạn đặt tên rất là nhiều, ví dụ như Be Inbox, Be Box và thứ, nói chung là rất nhiều. Nhưng mà tôi cảm thấy cái tên mà nó táo bạo nhất mà nó cũng Việt, thuần Việt nhất, đó chính là tới tháng mua gì. Tôi sẽ ghép thêm cái tên của tôi vô phía trước là Nabi tới tháng mua gì. Đó, perfect. Tháng này thì mình mua cũng không nhiều. Tháng này đặc biệt mình mua ít đồ, do là tôi còn phải để dành tiền cho tháng sau mua một thứ đồ khá là thốn. Nhưng mà tháng này đa số á, nói chung tôi toàn mua đồ sale không thôi. Tất cả mọi thứ, những món đồ tôi mua tháng này đều là sale khủng, sale cỡ khoảng 30, 33, 50 cũng có luôn, nói chung là rất nhiều. Tại đồ sale, tôi không biết là do may mắn tháng này là tháng sale hay gì mà đụng tới đâu cũng có đồ sale hết. Thì những cái này là những món đồ rất là dễ đốt tiền của con gái, bắt đầu từ tuổi biết làm đẹp, tính trong 18 tuổi đi, là cô gái sẽ bắt đầu mua những món đồ make up, skin care. Thì những cái món đồ này thật ra đốt tiền rất là nhiều, ví dụ như nước tẩy trang. Đây là một cái chai nước tẩy trang mình mua của Innisfree, nước tẩy trang được chiết xuất từ trà xanh. Thì cái này tôi xài khá là thích, thì tôi cũng mới xài đây thôi, chưa có xài nhiều. Hồi trước có xài một chai nó hết rồi, đây là chai mới mua, chai thứ hai. Thì một chai như thế này xài cũng được rất là lâu, cỡ chừng 2-3 tháng. Nếu như mà bạn nào mà không make up nhiều thì sẽ xài được lâu hơn, nhưng mà do là tôi rửa mặt nó hơi bị kỹ, mỗi một lần là thường tôi tẩy trang đến 2 lần lận. Đây là cái bông tẩy trang cũng xài của Innisfree luôn. Thì cái này nó là bông 5 lớp. Khi mà mua cái này nó khá là tiện lợi. Tôi thường là tôi sẽ tẩy trang 2 lần, thì thường cái miếng này tôi sẽ tháo ra thành 2 miếng. Thì cái này các bạn có thể tháo ra được thêm một lớp nữa, nói chung là tùy theo lớp make up của các bạn, mỏng hay nhẹ thôi. Thì cái này xài khá là tiết kiệm, rất là thích. Mua ở Innisfree này, tôi mua ở Resin, mua với giá là bao tiền, hình như 80.000. Một cái bọc như thế này là 80.000. Trong Innisfree nó bán rất là nhiều loại bông tẩy trang, thì nó có bông 2 lớp, có bông 3 lớp, có bông thường, có bông cao cấp. Thì cái bông này là nó ở cái mức trung bình, bông 5 lớp, cực siêu tiết kiệm. Còn cái chai này là tôi mua với giá là 320.000. Tại vì cái chai này là nó không có cồn nhiều. Cái này thì theo đánh giá của tôi là 9/10, 320.000. Còn đây tiếp theo là một cái không thể thiếu trong skin care. Tại vì do là video clip này là video clip inbox, cho nên tôi sẽ nói sơ qua những cái này thôi. Thì đây là một cái serum, cái này khá là cần thiết khi các bạn skin care vào tối. Thì cái này sau khi rửa mặt xong là sẽ sử dụng liền. Nó sẽ giúp dưỡng ẩm, làm sáng, mệt, mềm và mịn da. Thì cái này rất là thích. Nói chung là các bạn không cần nước hoa hồng, không cần nước cân bằng, nhưng mà cái serum thì bạn cần. Đối với tôi serum nó rất là cần thiết. Thì cái này mình mua với giá là 600.000. Một chai có bé tẹo thôi. Tại vì cái này nó dưỡng da rất là tốt, cho nên nó bán rất là mắc, nhưng mà nó bán khá là chạy. Cái này cũng xài từ trà xanh luôn. Thì bạn nữ nào mà có làn da hỗn hợp, làn da dầu, nói chung là tuổi trẻ tụi mình thì sẽ xài chiết xuất từ trà xanh. Tại vì khi mà các bạn bước vào store Innisfree là nó sẽ có rất nhiều loại, ví dụ như chiết xuất từ muối biển, chiết xuất từ hoa lan, chiết xuất từ cái gì đó lụ, thì nó có rất nhiều loại. Cho nên tôi khuyên là còn trẻ thì nên xài cái trà xanh. Trà xanh là tốt nhất cho chúng ta ở độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Nghe tư vấn nói vậy chứ không biết phải không. Tiếp theo là một cây kem dưỡng mắt. Kem dưỡng mắt này thì nó sẽ giúp làm ẩm cái vùng da ở dưới mắt. Tại vì lúc đó là tôi đang tìm một cái sản phẩm trị quần thâm. Mấy bạn biết là mắt tôi bị quần thâm khá là nặng, tại vì do tôi hay thức khuya chơi game, hoặc là có nhiều bữa thức khuya đi quay clip. Thì người ta nói là cái quần thâm này thực ra là rất là khó chữa trị bằng kem. Đa số là thường người ta sẽ đi thẩm mỹ viện, người ta bơm chích chích gì đấy. Rồi hoặc là người ta phải dưỡng lại bằng cái cách là phải ngủ sớm, 10 giờ là phải ngủ. Trời ơi, mà trong khi đấy tôi ngủ 10 giờ tôi ngủ không được đó. Khá là khó để ngủ được 10 giờ. Cho nên là người ta có giới thiệu cái này. Cái này nó chỉ giúp làm ẩm và nó có thể làm sáng, nhưng mà nó làm sáng trong một thời gian rất là dài,
nhiều khi là cả năm trời không chừng. Nhưng mà có một cái là nó sẽ chống lão hóa. Thì cái chống lão hóa này, bạn nào mà lên tới hàng 2 rồi á, 20 tuổi trở lên rồi thì nên xài những thứ chống lão hóa. Nếu như mà chúng ta để da mặt mình bị lão hóa thì nó sẽ rất là gớm, mà cái lão hóa cũng rất là khó trị. Cho nên là tốt nhất là mình phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, hiểu không? Thì cái này mình mua với giá là 890.000. Những cái nào mà đụng tới mắt thì theo mình thấy nó cũng giá khá là chua. Nhưng mà do là cung cấp cho làn da làm đẹp thì tôi sẽ sẵn sàng chi trích hết. Và tiếp theo một cái nữa, Innisfree. Nãy giờ toàn nói là Innisfree không thôi thì sẽ nói luôn cái này. Cái này là nước hoa dạng sáp. Hình như cái này mới ra của Innisfree hôm bữa mới thấy. Thì là cái mùa này tôi xài là mùa Spring Day. Mùa này khá là dễ chịu, nó thanh, nó không có ngọt. Thì tôi rất là ghét mấy cái mùi ngọt, cho nên là tôi mua cái này. Thì một cái những này các bạn xài cũng được khá nhiều đó, nếu như mà các bạn xài ít. Còn tôi là tôi chà nó hơi ghê. Mấy bạn biết là mỗi lần mà tôi chà ra được là tôi bật chà vậy cỡ chừng chục lần. Bây giờ tôi xài khá là hao, cho nên là tôi mua cái này mới có tuần trước rồi, mà bây giờ tôi xài sắp hết rồi. Chắc tôi lại phải mua thêm một cái nữa, tại vì nó có thể thơm lên đến 5 tiếng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với kem chống nắng. Cái này thì siêu thị nắng có thôi, là biểu ra nó không có mùi nặng lắm. Tại cái này nó không bị bít rít, với lại nó không có mùi nặng lắm. Có nhiều cái kem chống nắng thì cái mùi nó khá là nặng, khi mà chúng ta xức kem lên xong rồi cái xịt dầu thơm lên nữa. Thường bạn nữ rất hay xài nước hoa thì hai cái mùi nó trộn lại rất là khó chịu, thì cái mùi này nó ít có mùi nhất, cho nên là tôi xài cái này. Nó hạn chế chống ung thư da đó các bạn. Các bạn có biết là nắng bây giờ khá là nguy hiểm, nắng Việt Nam. Tiếp theo là một loại lăn mắt. Thì cái này là một cái sắc khử mùi của nam. Cái này là của nam, nhưng mà tôi được một người bạn giới thiệu. Thì cái mùi này nó khá là dễ chịu, đó là mùi phấn. Các bạn biết mùi phấn em bé, nói đi cho dễ hình dung. Cái này thì không hợp với những bạn nào mà tiết mồ hôi cực nhiều nha. Những bạn nào mà chảy mồ hôi cực nhiều không xài được nha. Cái này là chỉ dành cho những người nào mà ít mồ hôi, giống như tôi, ít mồ hôi. Các bạn biết là thường mà tôi mà có chạy bộ ngoài đường á thì tôi cũng chỉ đổ mồ hôi có một chút chẹo, tôi không có đổ nhiều. Đổ nhiều là nó không có ngăn được đâu nha. Đổ nhiều là nách vẫn hôi như thường nếu như bạn nào bị hôi nách. Còn cái này. Cái này là cái đồ massage chứ không phải cây xét toi như con Chubby nó nói thôi nha. Cái này là đồ massage mặt. Massage lưng, nói chung là cái này nó có thể massage đủ thứ, nhưng mà tôi muốn này dễ là massage mặt. Mỗi lần mà đắp mặt nạ xong rồi cái lăn thì cái này không nhớ bao tiền, 150, đúng rồi, cái này 150. Cái này là 150.000 một cây. Nói chung là massage cũng khá là đã. Còn hai cái này là hai cái nghiêng về đồ makeup vậy. Thì hai cái này là hai cái nhũ mắt. Tôi rất là lười makeup. Mỗi lần makeup tôi makeup rất là lâu, do là tôi cần phải nghiên cứu, hiểu không? Tôi phải nghiên cứu màu mè, hoa lá hẹ các thứ. Do là tôi makeup rất là xấu, tôi phải lên mạng tìm tòi nữa. Cho nên là tôi đã thấy được cái này trong cái hội chợ. Thì cái này là một cái phần nhũ mắt, nó khá là dễ làm. Chúng ta chỉ cần đánh phấn nền xong rồi chét cái này lên, xong rồi tên nó bán ra là chúng ta đã có một con mắt long lanh lấp lánh mà không cần phải pha màu. Thì cái này là 40.000 một tiếp. Tiếp này nó có chút xíu mà nó có một cái hình vuông ở đây thôi. Tiếp theo là một cái mi giả. Thì cái này là được chị Mel giới thiệu. Mel kêu là đây là một nhãn hiệu lông mi số 1 Thái Lan. Thực ra là tôi mua về để sau này lỡ như mà ai có qua makeup xong đưa cho người ta gắn giùm, chứ tôi cũng không biết gắn lông mi. Lông mi khó gắn quá, tập hoài gắn không được. Cái hộp này là 280, còn cái dán mi là 360. Thì cái này được chị Mel giới thiệu, cũng chưa xài. Để mốt sau này mà có đi event hay là đi chụp hình gì đấy mà có thuê người makeup á, kêu người ta dán thử xem nó như thế nào. Tiếp theo là một thỏi son mini BY. Thì cái này là một thỏi son khá là bé, nó là một couple á, nó còn một thỏi nữa. Thì ở lúc đấy là người ta đang sale, người ta bảo là bán hai thỏi 110. Cái màu này là màu đỏ mận. Tiếp theo là một thứ mà cũng tốn kém rất nhiều, nhưng mà thiếu thứ này thì không được, do là tôi bị cận, cho nên là chúng ta cần thứ này. Không biết ở đây có bạn nào bị cận mà ghét đeo kính như tôi không? Thì thường là không đeo kính là tôi phải đeo len. Mà len là phải len có độ, len là kính áp tròng ấy. Cái len đầu tiên là tôi đang đeo trong mắt, đó là len trong suốt.
nó không có màu nhưng mà nó có độ. Len này là sẽ khiến cho mình tự nhiên nhất có thể, đúng không? Nhiều khi đeo len có màu lên thì nhìn mắt mình hơi dữ. Còn này là trong suốt. Đây là cái hộp. Đây là cái hộp màu nâu không ta? Cái này là màu nâu. Ở đây hiện tại tôi đang có 3 cái len. Một cái trong suốt, một cái màu nâu và một cái màu xanh dương. Thì hai cái trong suốt với cái màu nâu thì tôi mua ở Nice Eye. Cái len này thì tôi được người ta giới thiệu, và trong cái khoảng thời gian mà tôi đeo rất nhiều loại len rồi thì tôi cảm thấy là cái len Nice này khá là ok, nó êm lắm. Có nhiều bữa mà tôi đeo xong rồi tôi ngủ quên luôn, tại vì tôi không có nhớ tôi đang đeo len, kiểu nó không có cảm giác, nó không cảm giác là mình đeo len. Cái ngủ quên được 2-3 tiếng sau cái giật mình dậy cái phải tháo len ra. Cái này là 280 một cặp. Cái màu mới ra nó có tên là Harry Brown. Thì cái loại màu mới ra nó đeo cũng khá là đẹp, nhưng mà giờ không đeo cho các bạn coi được. Và cái này là một cái mà gọi là sao ta, bị dụ đi, các bạn biết là cái ông mà tư vấn viên, cái ông đấy ông nói chuyện cuốn gì đâu luôn, thì thuê được cái ông đó là hết bài. Ông ngồi ông tư vấn cho tôi đã đời xong, giống như kiểu tôi bị mùa mê xong tôi mua luôn rồi. Các bạn biết cái này bao nhiêu tiền không? Cái này lúc đầu ông kêu là cái này anh bán thì 400.000 hai em. Cái tôi mới tưởng 400.000 là một cặp, xong cái dạ lấy cho em, tại vì cái màu đẹp lắm, nó màu xanh mà đeo lên thì nó sẽ trầm màu lại tí, xong rồi nó có kim tuyến, nó nhìn con mắt như đại dương xanh. Xong cái cuối cùng ra tính tiền, các bạn có biết sao không, là 400.000 một con mắt, là hai con là 800.000, thật là đau lòng. Nhưng mà tại vì mình lỡ nói mình mua rồi mà mình không mua cũng kỳ, thôi thì mình mua luôn. Nhưng mà mua về thì đeo cũng thấy cũng tốt đó, chứ đáng đồng tiền đó chứ, tại vì nó đeo lên cái mắt mình ảo kìa, mắt tôi nó ảo lắm, không biết trả lời sao. Thì cái này tôi mua ở Zara. Chúng ta sẽ tiến đến quần áo, túi sách, giày dép. Thì bây giờ nói túi sách trước đi. Thì cái này là của Alexander K. Tôi mua nó vào một dịp được sale. Nó sale cỡ khoảng đông 50 á. Cỡ đó. À không, 4 mấy hả? 4 mấy. Hoặc là 3 mấy. Nói chung là cũng sale khá nhiều. Thì cái này cái ví, ở trong đây nó có rất là nhiều ngăn. Khi mà tôi vô tôi hỏi là tôi không có định mua đâu, tôi chỉ coi thôi. Cái tự nhiên tôi xem giá thì tôi thấy sao mà cái gì có 590.000 còn bill luôn nè. Cái tôi mới hỏi lại cái ông nhân viên là: ủa anh ơi, cái này giá bao nhiêu? Cái mới kêu là 590.000. Cái tôi mới là: ủa sao rẻ vậy? Kêu đang sale đó em. Cái tôi mới: đang sale. Xong cái tôi mới hỏi anh đó là: vậy giá gốc của cái này là bao nhiêu? Thì anh đó mới kêu giá gốc của cái này là 1.250.000. Nói chung là giảm cũng khá nhiều đó các bạn. Thế là mua liền anh ơi, gói lại cho em liền. Và thế là mình đã mua cái này với giá là 590.000. Tiếp theo là một cái túi. Cái túi này là mình mua hồi đầu tháng, hồi lúc mà mới lãnh lương xong là đi mua luôn. Thì nó là ba lô, các bạn có thể đeo ngoài sau hoặc đeo ngoài trước cũng được. Thì cái này nó cực kỳ cute. Cái này người ta hay gọi là hologram, mà ông ta tôi cũng không biết nữa. Trên mạng người ta hay gọi mấy cái mà nó chiếu màu cầu vồng là hologram gì đó. Là cái này mình mua với giá là 1.400.000, đúng xui luôn. Tại vì các bạn có biết sao không, Adidas đang có một đợt khuyến mãi mua 3 món đồ trở lên, trừ đối vớ nha, mua 3 món đồ trở lên, giày dép, quần áo, nón, đồ cái thứ, thì các bạn sẽ được giảm 33% tổng hóa đơn. Tôi đúng là buồn luôn, tại vì tôi mua cái này vào đầu tháng cho nên là nó không có giảm. Thì cái này đeo vô rất là dễ thương nha, chúng ta có thể đeo như thế này đi mua đồ không sợ bị móc túi mẹ bồng con tôi. Thì đây là quần áo qua tôi đã đi đến Adidas Original ở Biteco. Tòa nhà Biteco có nguyên cái store Adidas thật là to. Tại vì mình thấy có nhiều bạn hỏi trên Instagram là store Adidas ở đâu, thì store Adidas có 2 store Original, một cái ở trên Vincom và một cái ở Biteco. Và mình thường hay mua đồ ở Biteco nhiều nhất. Thì đây là một cái đầm. Nam mặc vô sẽ thành cái áo, nhưng mà nữ mặc thì thành cái đầm. Cái này khá là cute. Thì cái này nó có giá là 850.000. Tiếp theo là một cái áo. Cái này là cũng 850 luôn. Thì cái áo này nó khá là sexy. Cái này đi tập gym được. Thì ở trong chúng ta có thể mặc thêm áo rất tốt, hoặc là mặc bra kiểu sao ta? Kiểu bikini ấy, chúng ta có thể lộ ra được, đúng không? Cái khoảng này rất là rộng, cái vải này mặc rất là mát. Khá là thích. Cái hay là một cái quần. Chúng ta mua áo thì chúng ta cũng phải mua cái quần. Cái quần này là một cái bộ với cái áo.
tụi tê ha. Cái quần này là 650. 650. Và mình có mua một bộ đồ màu xanh. Màu xanh ngọc. Cái này gọi là màu xanh ngọc. Đây là một bộ đồ các bạn. Màu xanh ngọc. Và hai món nữa đó chính là hai cái món vớ. Thì vớ ở Adidas thì mình mang mình thấy khá là thích, do là nó không có dễ bị giãn lắm. Tại vì thường là tôi mua mấy cái vớ ở ngoài, tôi mua ở đâu ta không nhớ đâu, mà tôi mua nhiều chỗ lắm, thì thường qua lần giặt đầu tiên là cái đôi vớ nó sẽ bắt đầu bị giãn ra, hoặc là nó sẽ bị cứng lại, cái vải của nó không có được thích. Thì vớ ở Adidas thì chất lượng hơn, do là ba đôi này thì mỗi đôi 100.000, ba đôi là 300.000 một set, như này là 300.000. Thì vớ không có được sale, vớ nó không có nằm trong khoảng sale. Còn đây là ba đôi vớ với ba màu khác nhau, đây cũng là một set luôn, cũng là 300.000 luôn. Thì nó có màu trắng, màu đen và màu xám, một set như thế này, mỗi set 300.000. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một đôi giày. Đôi giày này được gọi là đôi giày hội. Tôi mua đôi giày này là để mặc chung với mọi người, mang kiểu mà đi chơi nguyên đám thì mang cho nó đẹp. Đôi này là đôi Nike Tracker. Đôi này là giá chính thức của nó là 3.600.000, mà do là đang có khuyến mãi đấy. Mua chung với cái đống đồ này, với đôi giày này, thì đôi giày này được sale lại là 3.600.000 còn 2.400.000. Mà cái đôi này các bạn có biết không, đây là cái đôi mà bạn nào mà có follow Instagram của Chibu, các bạn sẽ thấy là Chibu PR cho đôi này rất là nhiều. Đây là một cái đôi màu xám trì. Theo tôi thấy là cái màu nó bị trì, nó bị trầm xuống á, thì cái màu này chắc là sẽ khá là dễ mặc đồ, và đôi này đi cũng rất là êm nữa. Boot của nó là dày và đôi này nó có thêm những cái đường phản quang nhìn khá là bắt mắt. Thì đôi này là đôi, cái đôi này được Chibu PR cho nên nó bán khá đắt. Lúc mà các bạn biết tôi tìm size, tôi tìm của nó qua hai chỗ ở bên Vincom. Vincom thì hết sạch luôn. Vincom thì chỉ còn lại mấy cái size kiểu 38-39. Còn Bitexco thì hên là còn lại một đôi 36,5. Đây là đôi 36,5. Nhưng mà mang cũng được, dư như đây. Nhưng mà vẫn là mang được. Cái này là được đồ tặng nè. Cái này ở shop Lightout. Cái này đồ tặng, nhưng mà tôi cũng không biết sao mà biết được địa chỉ, sao mà biết được số điện thoại của tôi luôn. Thì shop tặng một cái áo. Thì bạn nào mà có follow Instagram Shopee đó, các bạn cũng thấy là nó cũng có một cái áo y chang như thế này. Thì cái shop đấy tặng cho mình với Shopee mỗi đứa một cái y chang nhau luôn. Thì cái màu này nó giống con ong đó chứ, màu đen vàng. Mà shop không gửi inbox tôi luôn nha. Thường mà nếu như shop nào mà tặng đồ, tặng áo thì sẽ inbox kiểu là làm quen xong rồi hỏi tôi là có thích cái nào không cho tôi chọn. Nhưng mà shop này không nhắn tin, mà giao hàng tới, mà biết luôn địa chỉ chỗ tôi ở, biết luôn số điện thoại của tôi luôn. Perfect. Thì sáng nay mình cũng cảm ơn Layout nhỉ. Không sao Mita, mấy bữa đừng cảm ơn mà quên hoài. Tiếp theo món cuối cùng của tháng này đó chính là một đôi giày Puma. Đôi này thì mình mua ở Vivo, SC Vivo. Cũng trùng hợp cho một lần được giảm giá 30%. Đây là một đôi giày rất là cute. Đôi này á, thì lúc đầu mà tôi mới vừa vô tôi dần thấy nó thì ấn tượng nhất ở cái đế của nó nó dày quá, nó có thể đôn chiều cao đi lên tận 5cm các bạn. Tôi mét 52 đúng không? Mét 52. Cái đo nó bị hư, cái đo hộp bữa trong clip của Shopee là nó bị hư. Một mét 52 rõ ràng. Tôi đã đo lại rồi các bạn. Mét 52 mà cộng thêm 5cm là mình được mét 57. Một đôi giày đôn chiều cao quá trời. À và đặc biệt Puma cũng là một nhãn hiệu mà BTS. Nhưng mà tại vì cái đôi Lasik của Puma thì là nó hơi thấp. Tôi muốn có một đôi nâng chiều cao một tí, tại do mình lùn quá, phải ăn gian một tí. Cho nên là tôi đã thấy đôi này trong store và tôi xem giá thì đôi này là nó 3.150.000. Đôi này là 3.150.000 thì nó đang được sale 30%. Hình như còn lại 2.000.000 á. Thế mới thấy Puma lâu lâu mới sale một lần, không biết có nên mua không. Thì mấy bạn biết là tôi đi chung với ông Caro. Mình đi chung với ông Caro, mỗi lần mà hỏi ông cái gì vậy là chắc chắn ông sẽ kêu các bạn mua. Mà các bạn biết khi mà mình đang phân vân một cái gì đấy mà mình có được một người cứ đôn mình mua là mình sẽ rất muốn mua.
Và thế là cuối cùng tôi cũng đã mua. Tôi cũng đã mua nó với giá là hình như 2,3 triệu, 2,4 triệu gì đấy, giảm 30%. Ai biết tính tính đi. Giá gốc là 31,50. Tôi teo quá. Chắc để mai mang đi event cho mình cao tí. Ngày mai đi event với anh Chuppy. Chuppy Chuppy nó cao quá. Nó sẽ dìm chiều cao của mình, cho nên là mình sẽ ăn gian chiều cao một tí. Xong. Đến đây là xong. Thấy này thì mua cũng không nhiều, tại vì phải để dành cho tháng sau đó các bạn. Tháng sau tôi sẽ review tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho Nabi TV. Và nhớ đón xem Bi tới tháng mua gì vào tháng sau nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.